Hi, xin chào tất cả anh em quay trở lại channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip bóc phốt cái thằng Thông 77, thằng hãm lìn nhất YouTuber mình từng biết. Cái thằng Thông 77 này là nó là cái thằng mất dạy và là một cái thằng tính trẻ trâu ấy. Trong mấy cái clip trước của nó đã bóc phốt anh Xbox người đi rừng của TTL. Ai chẳng có lỗi sai trái, chẳng lẽ nó đang danh nó không bao giờ phải di chuyển sai à? Tự nhiên hôm qua lên Facebook thấy anh đép chửi thằng không bảy bảy, mình vào comment thì thấy nó vào lên cho nó feed phá, và mình vào trang cá nhân của trong liên quân của anh đép, mình là một fan thật của anh đép mà fan chân chính luôn. Thấy nó cứ nó bích Buster Fly là không muốn này, nó rất nhiều các clip bóc phốt luôn các YouTuber, các người đi rừng. Đây ví dụ như cái này à, không ngờ bé trai lại nói điêu với này với mà sư ông ấy YouTuber kia đó. Nên mình bật cái này cho các bạn nghe nhé. Nhìn mặt ảnh đủ trẻ trâu rồi. Mình hỏi nhé, mình là chủ đề tí. Nói thẳng luôn nhá, cái con mít đấy mà con mít mà nó đánh được 20 phút rồi ấy. Mít mà đánh được 20 phút rồi mà chưa phân đồ thì mình biết cái trình độ cao thủ của nó đấy. Đi chết mẹ ơi, thì nó bằng cái trình, cái thằng đạo, cái trình danh vàng như cái kim đấy, chứ không tính như cái danh kim cương nữa. Rồi nói tiếp, xem tiếp. Từ. Mình nói cái đoạn này nhá. Đây là anh ý boss, anh đang ăn blue. Rồi ok luôn. Rồi nói anh đang chạy ở cái đoạn trên này, anh đang chạy giật đúng không nhỉ? Đây. Đâu. Đang giật. Ơi mà yếu ấy. Cái đoạn này không phải di chuyển nỗi thai mà đi ở đang đi đẩy lính lên đi mà nó chửi với ba vật, chẳng hiểu nó nghĩ cái đéo gì, chả lẽ không để lính cao lên là cứ để lính nó đè lính mình à? Mẹ nhìn mặt biểu cảm xong là kiểu nói bye bye lẹ thằng này 2K1 rồi. Mẹ mình kém tuổi mà mình không nói nó trẻ trâu nữa, mẹ vẫn là một bạn thôi, thấy cái đéo đi. Mẹ nói thẳng luôn nha, mẹ ở đấy ba người tập đố mày chạy rồi ấy. Mẹ giết được một người may rồi, mà ba thằng đấy cơ mày đặt mà không có bùa xanh. Mẹ nói giọng thì những cái thằng BD ấy, mẹ mày đặt rồi nói kiểu chuyên nghiệp rồi lại có cái kiểu mặt nhăn. Mẹ mặc quần áo rồi cứ vẫn nhìn đéo rồi. Đây cái đoạn này. Mình có thể nhìn cái đoạn này này. Nỗi gì mà lỗi. Đây đoạn này. Các bạn nhìn nó rồi, con mít từ sau đây kìa. Con đau đeo là cái thằng Thông 77 ấy. Đây. Mẹ nó chửi luôn. Nó đi ra đằng sau nó ngu, nó tôn chửi anh mà. Rồi tiếp. Nhìn kìa team trên này thì nó không bắt, nó bắt toàn cái thằng máu to. AD thì nó không nhảy vào. Nó lao đeo lại nó phải bắt được AD chứ. Đâu, mình các bạn nhìn kỹ xem nó có bắt AD không nhá. Mình thấy nó chẳng là bắt AD đâu. Nói thẳng luôn này, anh ý mà nói đúng mẹ. Nó 20 phút rồi mà nó chưa bắt được đồ. Thì đéo hiểu là nó là cái loại người đéo gì. Biết đánh game không? Nó cao thủ ai được cái thuê ấy. Nó đi cái thuê ấy. Vậy cần. Đéo hiểu sao mít 20 phút chưa bắt đồ. À rồi, mẹ cái đoạn này. Xem lại nhá. Thế tao hỏi mày. Tao hỏi mày. Mày đi mít hay là mày đi SB? Cái đoạn này tao hỏi mày. Mày đi mít hay mày đi SB? Mày đi ganh,
khắp bản đồ thế thì mẹ chứ mày không biết farm mà mày hỗ trợ mày không có vàng à, mày không farm được lấy các đường à, à mày không biết con chim mà à mẹ nó thôi mẹ 15-17 phút tao full 10 đồ rồi, ở đây 20 phút chưa bắt được đồ tao bố lại mày đi mít mẹ bố chị. Không có thời gian farm mít luôn luôn là con nhiều là con thử con có đồ đâu có vàng dưới thằng đi rừng ok dưới thằng đi rừng mà nó bảo nó không có thời gian farm bình thường và bình thường mẹ bình thường rồi rồi nó đến cái đoạn này là hiểu nói trình độ nói như nào vậy nó quay lại chủ đề đầu. Đây nha. Mình vào cái này này. Mình không hiểu là nó nói cái đéo gì mà. Đâu. Đây. Anh đẹp béo. Anh đẹp béo anh trưởng này. Đi mẹ. Đi cả dòng họ thằng nó thông 17 làm chú tút. Rồi rồi cái đoạn này. Cái ông trần anh rồi hả sao vậy em anh hoan anh bảo này nó bích xong fit anh ơi rồi đấy này nhìn mặt mắc chậu rồi nhìn chỗ anh mắc chậu rồi tiếp theo trước đó trong phố ba tim mà mấy thằng này nó chậu chậu ấy. Đây, sao thế mẹ? Còn ý mẹ nó bích xong fit. Thằng đồ này giờ phải làm cái gặp phố bà tim ở trôn. Đây, 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 đây. YouTube, các bạn nhìn thấy thằng Butter này. Thằng Butter này. Từ bật nhạc lên tí nhé. Đây là thằng Butter này. Thằng Butter YouTube 077 này. 04. Thông 04 nó không mix không thể mix AD luôn. 1 giờ sau đây trận sau anh đép béo anh hoan anh cũng vẫn gặp cái thằng thông 77 đây dù tốt hơn 77 mua giáp 14 đép mua giáp luôn thằng này cho tuần vào danh sách đỏ mấy cái loại YouTube này nó bây giờ nó gặp phải các bạn tránh xa ra nhé ai đăng ký kênh của nó thì ai đăng ký kênh của nó thì hủy sub đi sắp đi sub cho kênh mình này sub cho kênh mình đạt giúp mình đạt 1.000 đăng ký chứ sub cho nó đạt hôm trước nó mới có 3-4.000 mà bây giờ nó lên tận 10k rồi chẳng hiểu sao. Trời ơi, nó cái đéo gì cả. Rồi luôn. Tiếp theo là cái này. Đây, anh đép, anh bị phá, cái thằng này nó phá, anh không phải top 1 đấy. Đây, anh áp này, anh được top 1 anh áp nha. Đây nè, top 1 nè. Anh mà là chó vẫn cứ sủa và dòng người vẫn cứ đi giao nhân nào gặp quả đấy. Rồi luôn. Đây đây. Ok. Cái này phải vào đợi mình tí. Mẹ thấy không được bài này nó có đủ trò ghét. Mẹ đợi mình idol tao.
Mẹ. Đây rồi, đây, đây rồi. Đây có con chó rách chôn ta không không được cái này ạ. Để mà con chó rách đó có ngày tao sút vào mồm sút được không hả béo? Tao sút được. Không mày rồi, và clip của mình đây kết thúc rồi, mình nói thẳng nhá. Bạn nào đăng ký cái kênh này các bạn thì hủy sub đi, hủy sub đi, truyền vào cho sub kênh mình. Đùa thôi, bạn nào muốn sub thì sub, không sub thôi, cố động địch thì giúp mình làm video thôi, chứ cái thằng không bày bạn này chứ trâu gặp phố và tim phá, mà gặp ai phải ai anh em gặp ai léo nó ra nhá. Thằng bây giờ dính phốt nhiều lắm. Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn nhớ để một like, một sub và một bình luận cho clip mình nha. Các bạn nhớ giúp mình đạt 1.000 subscribe để mình làm các clip hay hơn. Và mình chiều nay mình sẽ là livestream game nha, đánh mắc qua một số tướng kéo danh cuối mùa. Ok, clip của mình đến đây hết rồi, xin chào tất cả các bạn nha, nhớ ủng hộ mình nhé.